với những hình ảnh khác. Trong ảnh là căn nhà nhỏ nhất mà anh từng thấy, chỉ có vài chục mét vuông, một căn nhà nhỏ xíu, có bánh xe, trước sân còn có mấy con gà. Roy cảm thấy có chút tò mò. Chỉ sau vài lần nhấp chuột, anh đã đắm chìm vào một thế giới khác, nơi mọi người chủ động sống trong những căn nhà nhỏ hơn và có ít đồ đạc hơn. Và hành trình đến với lối sống tối giản của Roy đã bắt đầu như thế. Mục tiêu trước mắt của anh là biến căn nhà hiện tại của mình trở thành một nơi dễ sống hơn. Trong tháng tiếp theo, Roy đã loại bỏ 1389 món đồ ra khỏi nhà. Đến cuối mùa hè, tổng số vật phẩm anh bỏ đi đã hơn 3000 món. Roy chia sẻ, bỏ bớt đồ đạc không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đây là quá trình mà tôi muốn làm và cần làm. Anh rơm rớm nước mắt khi kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi thật sự đã bị tổn thương trong một thời gian dài, Joshua. Tôi cần sự đơn giản, tôi phải trả hết nợ, tôi cần thoát khỏi mớ đồ đạc đang đổ đống.